Chào các em, như vậy là chúng ta đã đi được nửa học kỳ 1. Sau đây là phần nội dung ôn tập cho kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1. Trong phần lịch sử, chúng ta sẽ gồm có 3 nội dung lớn cần phải ôn tập. Đó là bài số 5, sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Bài 6, tìm hiểu về Ai Cập cổ đại. Bài 7, Lưỡng Hà cổ đại. Về hình thức kiểm tra như sau. Thời gian các bạn làm bài cho cả hai phân môn đó là 60 phút. Về hình thức, chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm. Trong đó, tự luận sẽ gồm có 4 câu, tổng điểm 6, trắc nghiệm 18 câu, tổng điểm 4. Chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung đầu tiên trong phần kiểm tra giữa học kỳ 1 này. Đó là bài 5, sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Đối với bài số 5 này, chúng ta sẽ cùng nhấn mạnh hai nội dung quan trọng, đó là phần 1 La Mã, sự xuất hiện của công cụ bằng kim loại, và phần 2 La Mã, sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy. 1 La Mã, sự xuất hiện công cụ bằng kim loại. Trong quá trình khai thác đá, thì người nguyên thủy đã tình cờ phát hiện ra được những mỏ đồng và người ta gọi đó chính là đồng đỏ. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng tìm thấy trong quá trình núi lửa phun trào cũng đã tạo ra những quặng kim loại và đây chính là những cục xỉ đồng. Như vậy, kim loại đầu tiên mà con người phát hiện ra được đó chính là đồng đỏ. Sau đó, con người đã biết từ đồng đỏ chế tạo ra được đồng thau và sắt. Công cụ bằng kim loại đã giúp con người mở rộng địa bàn cư trú, tăng năng suất lao động. Đây chính là một vai trò rất quan trọng của công cụ bằng kim loại đối với đời sống của con người. Sau đây, cô mời các em cùng quan sát những hình ảnh để cho ta thấy được sự quan trọng của việc xuất hiện công cụ bằng kim loại. Đó chính là con người có thể làm việc tăng năng suất lao động, từ đó sản phẩm làm ra ngày càng được dư thừa hơn. Và nhờ vào sự xuất hiện của công cụ bằng kim loại mà một ngành nghề mới đã được ra đời, đó chính là ngành luyện kim. Ngành chăn nuôi và trồng trọt lúc bấy giờ cũng đã có sự phát triển. Các em hãy dành ra ít thời gian cùng xem lại nội dung ghi bài của phần 1 La Mã, sự xuất hiện của kim loại. Hai La Mã, sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy. Sau đây, các em sẽ cùng ôn lại một phần nội dung của bài xã hội nguyên thủy nhé. Xã hội nguyên thủy là một xã hội giữa những người đứng đầu thị tộc và những người thành viên trong thị tộc, đó là mối quan hệ bình đẳng, ăn chung, làm chung và hưởng thụ bằng nhau. Khi qua xã hội có giai cấp, đó là khi công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện, giúp cho con người nâng cao năng suất lao động, mở rộng địa bàn làm ăn, thì từ đó của cải dư thừa xuất hiện ngày càng nhiều. Và khi của cải dư thừa xuất hiện, giữa những người với người đã có mối quan hệ tư hữu, những người đứng đầu thị tộc sẽ chiếm lấy một phần lớn sản phẩm dư thừa trong thị tộc của mình. Và những người còn lại trong thị tộc sẽ là những người bị tước đoạt một số sản phẩm thu hoạch, cho nên họ sẽ trở thành những người nghèo khổ. Và những người giàu có sẽ trở thành giai cấp thống trị,
còn những người nghèo khổ sẽ trở thành giai cấp bị trị. Và khác với xã hội nguyên thủy, thì xã hội có giai cấp đó là mối quan hệ giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị bất bình đẳng với nhau. Sau đây, mời các em chúng ta sẽ cùng hệ thống lại. Trong sơ đồ 5.5, sơ đồ mô phỏng sự chuyển biến xã hội cuối thời nguyên thủy, các em sẽ cùng so sánh về mối quan hệ giữa con người với nhau ở thời kỳ xã hội nguyên thủy và xã hội có giai cấp. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng đến với một quốc gia rất huyền bí, đó là Ai Cập cổ đại. Đối với bài 6, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung: một La Mã, điều kiện tự nhiên; ba La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Nhìn trên lược đồ, chúng ta có thể thấy rằng Ai Cập cổ đại nằm ở phía đông bắc châu Phi, là một vùng đất dài nằm dọc hai bên bờ sông Nin. Phía bắc là vùng hạ Ai Cập, nơi sông Nin đổ ra địa Trung Hải. Phía nam là vùng thượng Ai Cập với nhiều núi và đồi cát. Phía đông và phía tây giáp sa mạc. Mời các em chúng ta cùng quan sát lại lược đồ Ai Cập cổ đại khoảng 3.000 năm trước công nguyên đến năm 30 trước công nguyên. Và phía bên tay phải, đó chính là lược đồ của quốc gia Ai Cập ngày nay. Sông Nin có một vai trò hết sức quan trọng đến cuộc sống của cư dân Ai Cập cổ đại, bởi vì sông Nin vừa mang đến nguồn nước thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp của Ai Cập cổ đại. Bên cạnh đó, sông Nin còn là một tuyến đường giao thông chủ yếu giữa các vùng. Dựa vào hướng chảy xuôi dòng từ nam đến bắc của sông, người Ai Cập di chuyển và vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa từ thượng Ai Cập xuống hạ Ai Cập. Khi di chuyển ngược dòng nước, họ sẽ tận dụng sức gió thổi từ biển vào, tẩy thuyền buồm đi từ hạ Ai Cập về thượng Ai Cập dễ dàng hơn. Cô mời các bạn cùng nhìn lại phần ghi bài của một La Mã, điều kiện tự nhiên. Người Ai Cập cổ đại dùng hình vẽ để biểu đạt ý niệm, suy nghĩ. Về sau, họ cải tiến theo hướng đơn giản hóa, chỉ lấy một phần điển hình của sự vật để tạo nên chữ. Họ khắc chữ tượng hình trên những phiến đá, sau nhờ có giấy làm từ cây papyrus. Đây là một loại cây sậy mọc rất nhiều ven bờ sông Nin mà họ đã lưu trữ được lượng lớn thông tin. Các bạn đang quan sát, đây là bảng đá khắc chữ tượng hình niên đại 2332 trước công nguyên đến năm 2287 trước công nguyên. Bên cạnh thành tựu về chữ viết thì người Ai Cập họ rất giỏi về môn toán, trong đó là môn hình học. Cô mời các em sẽ cùng quan sát bảng chữ số tượng hình của người Ai Cập. Vậy thì tại sao người Ai Cập họ lại giỏi về môn hình học? Đó là bởi vì hàng năm lũ của con sông Nin lên, bên cạnh đem lại phù sa màu mỡ cho đồng bằng, thì nó cũng vô tình xóa đi làn ranh chia cắt đất đai. Vì vậy, sau khi nước lũ rút, thì người Ai Cập họ phải tính toán lại để mà đo đạt diện tích, và vô tình họ trở thành những thần đồng về môn hình học. Họ cũng chính là tác giả của bộ chữ số Pi, và lúc bấy giờ thì người Ai Cập đã phát hiện số Pi sẽ bằng 3,16. Và một thành tựu mà khi nghe nhắc đến Ai Cập, mọi người đều phải nhắc đến đầu tiên, đó chính là thành tựu về kiến trúc điêu khắc. Sau đây, cô mời các em chúng ta sẽ cùng quan sát hình ảnh kim tự tháp Khéops ở Ai Cập. Kim tự tháp được xây dựng nhằm làm nơi yên nghỉ
của những vị pharaon, hay đây còn được xem là những lăng mộ của những vị pharaon, những vị hoàng đế ở Ai Cập. Và kim tự tháp Cheops này có chiều cao lên đến 147 mét, tạo nên từ hơn 2 triệu viên đá, và mỗi viên đá nặng từ 2,5 đến 4 tấn. Và kim tự tháp Cheops được xem như là một trong 7 kỳ quan của thế giới thời cổ đại. Và điều đặc biệt là đến ngày nay, kim tự tháp Cheops vẫn còn sừng sững giữa đất trời. Cô mời các bạn sẽ cùng tham quan một số hình ảnh trong lăng mộ của những vị pharaoh nhé. Và khi nhắc đến Ai Cập, nhắc đến kim tự tháp, thì người Ai Cập rất tự hào với một câu nói: mọi thứ đều sợ thời gian, nhưng thời gian phải sợ kim tự tháp. Các em có suy nghĩ gì về câu nói này? Và thành tựu cuối cùng của người Ai Cập đó chính là thành tựu về y học, kỹ thuật ướp xác. Đây chính là những hình ảnh của việc khai quật các lăng mộ trong những kim tự tháp. Các em cùng xem lại phần nội dung bài ghi của những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Và nội dung cuối cùng của phần ôn tập phân môn lịch sử đó chính là bài 7 Lưỡng Hà Cổ Đại. Trong nội dung bài 7, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lại hai nội dung lớn, đó là quá trình thành lập nhà nước cổ đại Lưỡng Hà và những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Lưỡng Hà thời kỳ cổ đại. Cô mời các em cùng quan sát lược đồ Lưỡng Hà cổ đại. Lưỡng Hà là vùng đất nằm trên lưu vực hai con sông Euphrates và Tigris. Người Hy Lạp cổ đại còn gọi là Mesopotami, có nghĩa là vùng đất giữa hai con sông. Đây là một vùng bình nguyên rộng lớn, bằng phẳng, nhận rất nhiều phù sa hàng năm khi nước lũ dâng lên từ sông Euphrates và Tigris. Ở đây, người ta đã biết làm nông nghiệp từ rất sớm. Họ trồng những loại cây như là chà là, ngũ cốc, rau củ và thuần dưỡng động vật. Người Sumer là nhóm người đến cư trú sớm nhất ở Lưỡng Hà. Khoảng 3.500 năm trước công nguyên, họ đã xây dựng những quốc gia thành thị. Đó là những nhà nước đầu tiên của người Lưỡng Hà. Mỗi quốc gia thành thị bao gồm một thành phố và vùng đất xung quanh lệ thuộc vào nó. Vùng hạ lưu sông Euphrates và Tigris là nơi tập trung những quốc gia thành thị của người Sumer, với những thành phố nổi tiếng như Ur, Uruk, Umma. Và sau người Sumer, nhiều tộc người khác thay nhau làm chủ vùng đất và lập nên những vương quốc đế chế hùng mạnh, như là năm 2330 trước công nguyên, đế chế của người Akkad, đến năm 1792 trước công nguyên, đây chính là đế chế của người Babylon. Nhiều thành thị mới tiếp tục được xây dựng, trong đó nổi tiếng nhất chính là thành Babylon. Đến năm 1250 trước công nguyên, chúng ta sẽ thấy đó chính là đế chế của người Assyria. Và đến năm 626 trước công nguyên, đó là đế chế của người Chidi, hay còn gọi là Tân Babylon. Đến năm 539 trước công nguyên, thì người Ba Tư đã xâm lược Lưỡng Hà. Từ đây, lịch sử các vương quốc cổ đại Lưỡng Hà kết thúc.
Mời các em cùng nhìn lại nội dung ghi bài của phần 2 La Mã, quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một lần nữa hệ thống những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Lưỡng Hà thời kỳ cổ đại. Đó chính là về chữ viết và văn học, về luật pháp, về toán học và về kiến trúc điêu khắc. Về chữ viết và văn học, từ thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên, người Lưỡng Hà đã có chữ viết mà hình dạng giống như những chiếc đinh hay góc nhọn, nên được gọi là chữ hình nêm hay hình góc. Thành tựu văn học nổi bật của người Lưỡng Hà là bộ sử thi Gilgamesh, nói về người anh hùng huyền thoại của Lưỡng Hà, được xây dựng dựa trên hình tượng một vị vua có thật của người Sumer. Về bộ luật, năm 1750 trước công nguyên, bộ luật thành văn Hammurabi ra đời, quy định những nguyên tắc trong đời sống như quan hệ cộng đồng, gia đình, buôn bán, xây dựng. Về lĩnh vực toán học, nếu như người Ai Cập giỏi về lĩnh vực hình học, thì người Lưỡng Hà cổ đại rất giỏi về số học, nên có nhiều phương pháp đếm khác nhau, trong đó nổi bật là hệ thống đếm số lấy số 60 làm cơ sở. Ngày nay, chúng ta vẫn sử dụng hệ đếm này để chia 1 giờ thành 60 phút, 1 phút thành 60 giây và chia một vòng tròn thành 360 độ. Và lĩnh vực cuối cùng của người Lưỡng Hà đó chính là kiến trúc và điêu khắc. Không có sẵn đá như ở Ai Cập, người Lưỡng Hà sử dụng gạch làm vật liệu xây dựng. Thời gian và chiến tranh đã phá hủy phần lớn các công trình kiến trúc và nghệ thuật của Lưỡng Hà. Nhưng từ những di tích còn lại đến ngày nay, chúng ta có thể biết được phần nào tài năng và khiếu thẩm mỹ của người Lưỡng Hà trong lĩnh vực kiến trúc và điêu khắc. Công trình kiến trúc nổi tiếng của người Lưỡng Hà cổ đại có thể nhắc đến, đó chính là vườn treo Babylon, được xây dựng vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Nhà sử học Hy Lạp cổ đại Herodot đã mô tả vườn treo nhìn từ xa trông giống một quả đồi xanh tươi đầy hoa, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp thành Babylon. Các bạn cùng nhìn lại với cô những nội dung chính của phần ghi bài, những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Sau khi các em lắng nghe những nội dung ôn tập trong video này, thì chúng ta sẽ học bài theo nội dung trong đề cương. Và các bạn cần phải nhớ là chúng ta sẽ tham khảo thêm các nội dung có trong sách giáo khoa nhé. Và cô chúc các em sẽ có kết quả thật tốt trong kỳ kiểm tra sắp tới. Thân chào các em!